Nga xin kính chào quý vị, Nga xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều đã trở lại với kênh Nga Võ. Có khá nhiều quý vị cũng có yêu cầu về cái việc là làm những cái video chia sẻ về tiền về hưu SSE. Quý vị cũng biết rằng chủ đề về hưu là không có nghĩa rằng là dành cho cô chú anh chị lớn tuổi hoặc là 65 tuổi trở lên. Nhưng mà rất là quan trọng khi mà quý vị có đi làm tại Mỹ từ khi mà quý vị bắt đầu đi làm nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc mà quý vị lãnh hưu sau này. Cho nên là Nga ngoài cái việc mà Nga chia sẻ đến quý vị cái cách tính tiền về hưu là cách đơn giản và dễ SSA chỉ và tiếp theo là Nga sẽ tóm lược lại những cái ý chính, những cái điều quan trọng mà quý vị cần lưu ý về cái chương trình SSD. Nga kính mời quý vị theo dõi với Nga cái phần chi tiết sau đây. Kính thưa quý vị, trong những cái video trước đây, Nga có chia sẻ trong năm 2023, SSE, Sở Ấn Sinh Xã hội đưa ra cứ mỗi 1.640 đô la, quý vị sẽ là có được một cái tính chỉ mà tối đa trong mỗi năm là bốn cái tính chỉ. Như vậy thì năm 2023 này, nếu như mà quý vị đi làm, cứ 1.640 đô la Quý vị nhân cho 4 4 này là do Cái quy định của SSE đưa ra là Mỗi năm là tối đa là bốn cái tính chỉ Quý vị nhân lên Thì ra cái số tiền là 6.560 đô la Điều đó có nghĩa rằng Quý vị đi làm 2023 này Cái thu nhập của quý vị á Tối thiểu á, là 6.560 đô la Thì quý vị sẽ được 40 tính chỉ. Nhiều khi quý vị hỏi rằng nếu như á, cái thu nhập này là trừ thuế hay là chưa trừ thuế, một cách dễ nhất á, là quý vị làm cỡ khoảng, ví dụ như là cỡ khoảng 8.000 tới 10.000 là quý vị được 4 cái tính chỉ trong cái năm 2023. Và để biết chính xác, quý vị, khi mà quý vị khai thuế đó, cái số thu nhập trên cái tờ khai thuế của quý vị, đó là người ta tính theo cái thu nhập của cái năm đó và quý vị là sẽ biết được quý vị đủ bốn cái tính chỉ hay không dạ nhưng mà cách dễ nhất ta vừa chia sẻ là quý vị cứ làm năm 2023 cỡ khoảng là 8.000 đến 10.000 là quý vị sẽ là được bốn cái tính chỉ rồi dạ một số quý vị có nói rằng là nhiều người cần cái bản báo cáo để mà biết được ở cái cách cách tính làm sao mà biết được mỗi tháng mình sẽ nhận được bao nhiêu tiền về hưu trong phần này trước tiên là Nga xin được chia sẻ đến quý vị cái cách tính là nhanh trên cái trang của SSE người đưa ra. Nhưng mà cái ước tính này là phụ thuộc vào nhiều cái yếu tố. Cho nên là những cái thông tin mà Nga lấy trên cái trang SSE này nó đưa ra đây là chỉ là cách tính là nhanh thôi. Cho nên là SSE cũng có nói như vậy ước tính này nó phụ thuộc vào cái ngày sinh của quý vị và cái lịch sử thu nhập của quý vị. Cái lịch sử thu nhập điều đó có nghĩa rằng là nhiều năm, mỗi năm quý vị thu nhập bao nhiêu, quý vị thu nhập ít hay nhiều, là sau này á, nó sẽ quyết định trong cái số tiền của quý vị nhận được mỗi tháng. Cho nên là cái cách tính nhanh này, nó chỉ ước tính là dựa trên cái thông tin mà hiện tại quý vị là đăng nhập vào thôi và sau đó là Nga sẽ chia sẻ thêm những cái thông tin mà cái cách mà quý vị sẽ vào, và quý vị biết được mỗi tháng hiện tại quý vị đang là được nhận bao nhiêu nếu như mà quý vị về hưu sau này. Quý vị vào cái trang này cái phần này là quý vị đưa vào cái ngày sinh của quý vị chẳng hạn. Ví dụ như cái ngày sinh của quý vị là ngày 15 tháng 6 năm 1960. Tùy theo cái ngày sinh của quý vị bao nhiêu thì quý vị đưa vào đây. Ví dụ như là cái thu nhập của cái năm hiện tại của quý vị là 50.000 đô la đi. Dạ, có thể là 30.000 đô la, 20.000 đô la hoặc là 15.000 đô la. Bất cứ cái số tiền hiện tại thì quý vị đưa vào trong cái phần này. Và dạ, cái phần này là ngày xanh của quý vị Cái phần kế tiếp là quý vị đưa vào cái thu nhập hiện tại của quý vị Ví dụ như là 10 ngàn, 20 ngàn, 50 ngàn Bất cứ cái số tiền thì quý vị cứ đưa vào đây dạ. Và sau đó, đó dưới cái phần này Tức như là nếu như mà hiện tại quý vị là chưa có về hưu Thì quý vị nói rằng là sang năm quý vị về hưu Thì cỡ qua ví dụ như là tháng 6 năm 2024 thì quý vị về đây. Nhưng mà trong cái trường hợp này thì Nga để là số tiền hiện tại á, là quý vị được trong cái năm này. Nga chỉ đưa một cái con số đó thôi. Và Nga nhấn vào cái submit request này là Nga sẽ được cái trang kế tiếp. Phần này là giả định như là Nga sinh năm 1960 và hiện tại là Nga đã là về hưu rồi đó. Cho nên là dưới đây Nga không có điền cái gì hết trơn. Nga chỉ nhấn vào cái nút submit request thôi. Yeah, bây giờ là cái bảng này sẽ đưa ra cho quý vị biết rằng là tóm tắt sinh năm 60, thu nhập hiện tại là 50.000 đô la và hiện tại là đang nhận tiền hưu. Như vậy là tiền hưu hiện tại là 62 tuổi 7 tháng, nhận được 1.097 đô la. Mà nếu như mà năm 2027 quý vị được 67 tuổi thì quý vị nhận được là 1.600 đô la. Tất nhiên là cái mức tiền này 67 tuổi thì lúc đó là cái số tiền nó tăng lên. Hoặc là 70 tuổi năm 2030 thì sẽ nhận được là 2068 tám đô la Còn cái phần bên dưới này là dùng cho những quý vị nào gọi là tầng tật Và những người mà sống sót phụ thuộc vào trong cái hồ sơ của quý vị Đây là chỉ là ước tính thôi quý vị ha và Ví dụ tính. như cái thu nhập là 40.000 đô la và hiện tại là quý vị về hưu Sau khi mà quý vị đưa vào cái thông tin thì quý vị cũng là 62 tuổi 7 tháng và quý vị nhận được là 972 đô la và năm 67 tuổi là năm 2027 nhận được 1.409 đô la 70 tuổi năm 2030 là nhận được 1.815 đô la quý vị thấy cái số tiền là mỗi tháng nó khác nhau vì nó phụ thuộc vào trong cái thu nhập của quý vị nữa đó là cái tính đơn giản và nhanh Nhưng mà điều đó có nghĩa rằng là nó không là hoàn toàn chính xác Tại vì á, là cái số tiền mà về hưu của quý vị nó, mà quý vị nhận được mỗi tháng nó nó cũng là phụ thuộc vào cái lịch sử làm việc của quý vị. Đây là cái đường dẫn mà Nga vừa lấy cái thông tin và cái cách tính nhanh nhất của SSE đưa ra. Quý vị có thể vào và quý vị là đưa vào cái thông tin của quý vị, quý vị ước tính và ngay sau đây Nga sẽ chia sẻ đến quý vị cái tính mà chính xác mà thực ra đó trang SSE là người ta sẽ cho biết quý vị là hiện tại là quý vị là được bao nhiêu mỗi tháng để biết chính xác và theo dõi cái hồ sơ của quý vị, quý vị vào trong cái trang của SSD đó, góp My Account này, quý vị sẽ tạo ra một cái tài khoản cho mình và khi mà quý vị tạo tài khoản là quý vị giữ lại những cái thông tin để mỗi lần quý vị vào, quý vị sẽ là dùng cái thông tin đó để mà quý vị vào trong cái tài khoản của mình. Điều này là Nga cũng có chia sẻ cách làm tạo một cái tài khoản trên SSE nó rất là đơn giản nhưng mà nó sẽ giúp cho quý vị được vào xem cái thông tin của quý vị nó rất là chi tiết. Quý vị vào trong cái đường dẫn này và quý vị nhấn vào cái nút là gọi là Create an Account, tất nhiên là tạo một cái tài khoản. Ngay sau đây là cái đường dẫn quý vị là vào để mà quý vị tạo cái tài khoản của mình. Trong cái video số 596, Nga có chia sẻ rất là chi tiết trong phần này và cách tạo tài khoản mà Nga nói rằng là cách kiểm tra tiền để dành an sinh xã hội. Nếu như mà quý vị chưa có xem thông tin đó và quý vị vào đây để mà quý vị xem và Nga chia sẻ từng bước một để mà quý vị tạo cái tài khoản của mình. Trong đó Nga cũng có chia sẻ rằng khi mà quý vị đi làm và ngưng thì SSE tính tiền như thế nào? một cái thông tin nữa là nhiều quý vị tìm hiểu và Nga đã là tìm được cái thông tin thật sự là Nga rất là mừng luôn. Và điều đó có nghĩa rằng là trong đó có lịch sử mà SSE đưa ra mỗi năm trước đây người ta tính là bao nhiêu tiền tương đương với một tính chỉ. Thì trong cái video này Nga cũng có chia sẻ cái cách tính tính dụng cho self-employed, tất nhiên là quý vị làm nails, làm tóc chẳng hạn là 1099 và quý vị đi làm hãng làm xưởng là W2. Sale Employ và W2 người ta cũng áp dụng như vậy. Dạ, hy vọng là quý vị sẽ tạo được cái tài khoản và rất là thuận tiện luôn quý vị vào là quý vị biết được hiện tại là người ta đã ước tính, SSE ước tính cho quý vị là quý vị nhận được bao nhiêu tiền về hưu hàng tháng cho cái năm hiện tại. Và điều đó có nghĩa là quý vị tiếp tục làm thì sau này cái số tiền đó nó sẽ tăng lên. Cái video này mặc dầu là Nga làm cách đây 6 tháng nhưng mà cách cái tạo tài khoản này nó sẽ áp dụng về sau nữa quý vị ha. Cho nên nó là nếu như mà quý vị cần tiếp tục là Nga sẽ chia sẻ cái đường link của cái video này nếu như mà quý vị không có tìm ra cái số là 596 này. Nga chia sẻ cái video số 754 này cách đây 2 tháng trong cái luật mới về 2023 này tính về tính chỉ nè, 40 tính chỉ, 10 năm không đủ tính chỉ cần biết trước khi mà hối tiếc. Trong đây là có là nói về 35 năm W2 mà không dính dính Sam Floyd. Đây là cái thông tin mới nhất mà Nga kính mời quý vị. Quý vị nào mà chưa biết về cái thông tin này thì Nga kính mời quý vị nên xem. Vì một số quý vị có nói rằng là giá như mà quý vị biết được cái thông tin này trước đây tại vì trước đây quý vị chưa có biết cái thông tin này, bây giờ là quý vị đã là về hưu rồi cho nên là rất là tiếc luôn. Những quý vị nào mà mới từ Việt Nam sang hoặc là quý vị bắt đầu quý vị đi làm, bất kể là độ tuổi 18, 24 tuổi hoặc là 60 tuổi, 50 tuổi quý vị nên biết để mà khi mà về hưu thì quý vị nói là ồ à ha, như vậy là rất là tốt khi mà quý vị biết sớm cái thông tin này và Nga biết rằng nhiều quý vị là đã biết cái thông tin này rồi, ví dụ như là quý vị đi làm ở Mỹ hoặc là quý vị ở Mỹ lâu rồi thì quý vị biết thông tin, nhưng mà cái thông tin này nếu như mà cô chú nào á thì chưa biết là Nga kính mời quý vị xem cái thông tin này để mà quý vị áp dụng cho riêng mình. Trong cái video số 584 Nga cũng có nói về cái tính chỉ này quý vị, nếu như mà quý vị chưa xem thì quý vị cũng là nên xem để mà quý vị biết được thêm cái thông tin. Quý vị có hỏi rằng nếu như mà đi làm, bị bệnh á, thì không có đạt được là 40 tính chỉ, không có được là 10 năm đi làm. Như vậy trong trường hợp đó thì lãnh hưu sẽ như thế nào là trong cái livestream tối qua là số 81 nha có chia sẻ quý vị đi làm quý vị bị bệnh là quý vị nghỉ ngang chưa được 10 năm chưa được 40 tính chỉ thì trong trường hợp đó là như thế nào thì Nga có chia sẻ chi tiết rồi bây giờ là Nga chia sẻ cái bản này để mà quý vị tham khảo cái cột đầu tiên là cái số tuổi mà cái tuổi đó quý vị không thể đi làm được nữa cái cột thứ nhì là cái tính dụng mà SSE yêu cầu. Cái cột thứ ba là có số 5 như là 31 tuổi đến 42 tuổi là quý vị là bị bệnh không thể đi làm việc được thì yêu cầu quý vị là cần là cái đó là 20 tính chỉ và trong đó điều đó là 5 năm. 44 tuổi 22 tính chỉ 5 năm rưỡi, 46 tuổi 24 tính chỉ 6 năm, 48 tuổi 26 tính chỉ 6 năm rưỡi, 50 tuổi là 28 tính chỉ 7 năm. 52 tuổi 30 tính chỉ 7 năm rưỡi, 54 tuổi 32 tính chỉ 8 năm, 56 tuổi 34 tính chỉ 8 năm rưỡi, 58 tuổi 36 tính chỉ 9 năm, 60 tuổi 38 tính chỉ 9 năm rưỡi là 62 tuổi hoặc là hơn thì cần 40 tính chỉ là cần 10 năm. Điều đó có nghĩa rằng là những ai đi làm và sau đó là chưa có đủ 40 tính chỉ, chưa có đủ 10 năm nhưng mà bị bệnh và đây là cái câu hỏi mà quý vị đã đặt ra là nga xin đây là cái câu trả lời đến quý vị cái thông tin như thế này đó quý vị nó không có phải là nó có giá trị hiện tại thôi nhưng mà cái điều này nó sẽ là áp dụng trước đây và tương lai nếu như mà tương lai có thay đổi gì thì nga sẽ cập nhật nhưng mà hiện tại những cái thông tin này quý vị sẽ là nên biết để mà quý vị áp dụng quý vị có thể là chụp cái màn hình lại quý vị giữ cái thông tin này không những áp dụng cho những quý vị cô chú lớn tuổi cho nên những cái đề tài nga chia sẻ về SSE không chỉ riêng cho quý cô chú về hưu mà cho những quý vị sẽ đi làm hoặc là đang đi làm bất kỳ cái độ tuổi nào nếu như mà quý vị có bất kỳ cái chia sẻ nào nga kính mong quý vị chia sẻ dưới cái phần comments để mà những quý vị khác có thêm cái phần tham khảo và quý vị có bất kỳ cái câu hỏi nào quý vị để lại nga sẽ là chia sẻ trong cái vòng hiểu biết của mình và nếu như mà cần thiết nga sẽ lên cái trang của sse bạn ngà tìm hiểu và nga sẽ chia sẻ đến quý vị nga xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi cái video nga cũng kính mời quý vị đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn nút đăng ký nhấn like nhấn share nga kính chúc tất cả quý vị và gia đình nhiều sức khỏe và nhiều an vui nga xin hẹn quý vị trong những cái video tiếp theo